Tối ngày 21 tháng 9 vừa qua, trên trang Facebook Võ Quốc có đánh dấu xanh chính chủ của đầu bếp Võ Quốc buông những lời chửi bới thiếu văn hóa với nhà báo nói chung. Đang nói ở dưới bài viết có rất nhiều người comment hưởng ứng và tài khoản Facebook Võ Quốc có tương tác qua lại với các comment này. Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, bài viết bị cộng đồng mạng phản ứng gai gắt, trong đó đội ngũ những người làm báo rất bức xúc về bài viết của Facebooker Võ Quốc. Đến trưa ngày 2 tháng 9, nội dung trên tài khoản Facebook Võ Quốc đã bị xóa, người này đính chính bài viết đó không phải do mình viết mà do Facebook bị hack. Nhậu xong ngủ một đêm tới sáng mở mắt ra thấy quá trời tin nhắn điện thoại và không vào Facebook được. Sau đó liền nhờ dịch vụ lấy lại Facebook vào đọc hết cả hồn. Và Quốc đã xóa ngay status nói về nhà báo. Nghĩ xóa rồi thôi nhưng thấy các anh chị báo chí điện thoại hỏi nhiều quá nên Quốc đăng lên cho mọi người rõ. Nội dung được đăng tải vào trưa ngày 22 tháng 9. Tuy nhiên động thái của Facebook võ quốc càng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng, Việc lấy lại tài khoản bị hacker chiếm không thể nhanh chóng trong vài tiếng đồng hồ, thời gian ít nhất là 24 tiếng hoặc 48 tiếng đồng hồ sau khi yêu cầu Facebook xác minh. Hiện tại tài khoản Facebook Võ Quốc đã khóa. Võ Quốc tên đầy đủ là Võ Đình Quốc, sinh năm 1980, quê ở Bình Phước, được biết tới là một đầu bếp nổi tiếng tham gia nhiều chương trình trên đài truyền hình, được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Liên quan đến việc Facebook Võ Quốc đang thông tin xúc phạm báo chí, ngày 24 tháng 9, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở đã theo dõi vụ việc từ đầu. Sở đã báo cáo khẩn với cục báo chí trao đổi với cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, đồng thời chuyển các thông tin thu thập được cho các đơn vị. Theo ông Thắng, sở sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp xử lý ngay khi xác định rõ các thông tin. Sở cũng cho biết sẽ sẵn sàng tiếp nhận thông tin liên quan đến Võ Quốc để xử lý nghiêm. Có ý kiến thêm, luật sư Bùi Quốc Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, cơ quan chức năng cần nhanh chóng làm rõ nội dung bài đăng trên Facebook Võ Quốc là do ông Võ Quốc đăng hay bị giả mạo thông tin, bị hack như Võ Quốc nói. Xét nội dung bài đăng gây phản ứng có sử dụng cụm từ bọn báo chí là đại từ nhân xưng chỉ một nhóm người, mà cụ thể ở đây là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp. Luật sư Tuấn nêu quan điểm Nội dung bài viết đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của cộng đồng những nhà báo, người hoạt động báo chí nói chung với những lời lẽ quy chụp vô căn cứ. Do đó cần làm rõ động cơ mục đích của người viết status này để có biện pháp xử lý, tránh trường hợp sử dụng quyền tự do ngôn luận trên không gian mạng để quy chụp xúc phạm tương tự. Còn theo luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, trang Facebook Võ Quốc đang status với nội dung chửi bới, lời lẽ thiếu văn hóa đối với nhà báo nói chung và tương tác với một số bình luận hưởng ứng có dấu hiệu bị cấm về an ninh mạng theo quy định của luật an ninh mạng trong đó nêu rõ cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi như thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân gây thiệt hại cho hoạt động về kinh tế xã hội gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác Vụ việc trên đã được Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh có công văn đề nghị xác minh xử lý, do đó cơ quan có thẩm quyền cần xác minh làm rõ theo quy định để xác định sự thật của vụ việc, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các cơ quan báo chí cũng như Facebook cơ võ quốc và những người có liên quan. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định được người thực hiện hành vi vi phạm thì tùy tính chất mức độ mà người thực hiện hành vi có thể xử lý hành chính hoặc có thể chịu trách nhiệm hình sự. Về việc xử lý vi phạm hành chính, luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật cho biết, hành vi cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Theo Nghị định 15-2020, được sửa đổi bởi Nghị định 14-2022, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm. Theo điểm A khoản 1 điều 101 Nghị định 15 2020 NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, quy định có thể bị phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác trên mạng xã hội, đồng thời bị buộc gỡ bỏ các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân như sau người lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do hội họp lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Cùng ngày 21 tháng 9, việc bà Nguyễn Phương Hằng nhận mức án 3 năm tù cũng chính là bài học cho những ai đang phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Từ vụ án đó, mỗi người cần suy ngẫm để nâng cao ý thức trên không gian mạng. Nguyễn Phương Hằng, cái tên được mọi người biết đến từ rất lâu trong giới kinh doanh với vai trò là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng hay còn gọi là Dũng Lò Vôi. Còn trên mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng trở thành cụm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 trên các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok. Lợi dụng sự nổi tiếng của mình, bà Hằng đã thực hiện nhiều buổi phát trực tiếp livestream. Những buổi phát trực tiếp của Nguyễn Phương Hằng thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cũng có những người lên án, ngược lại một bộ phận lại đồng tình và thích thú với những buổi phát trực tiếp của bà. Trong các buổi livestream, Nguyễn Phương Hằng không ngần ngại nói về bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng tới uy tín danh dự của nhiều người, trong đó có các văn nghệ sĩ như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà. Trước đó trong quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng khai tham khảo nguồn thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân ở trên mạng, trong đó có nhiều thông tin không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng và không có căn cứ xác thực. Tại phiên tòa, bị cáo nói không ý thức chủ quan về việc làm của mình, trong trạng thái bị kích động nên không kiểm soát được bản thân. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng trần tình tại phiên tòa, bị cáo không biết luật an ninh mạng, người ta chửi mình thì mình chửi lại, nếu biết nói vậy là vi phạm pháp luật thì bị cáo sẽ không làm. Theo dõi vụ việc có thể thấy rằng Nguyễn Phương Hằng không có động thái dừng lại mà ngày càng lớn tới và chính một bộ phận trên mạng xã hội đã là người cổ vũ bị cáo tiếp tục hành vi của mình. Thực tế Nguyễn Phương Hằng là người bình thường, không bị mất năng lực hành vi dân sự, hơn nữa bị cáo là một doanh nhân thì đủ am hiểu và nắm vững các quy định của pháp luật. Bị cáo nói bị kích động là thiếu cơ sở vì bị cáo tổ chức rất nhiều buổi livestream chứ không dừng lại ở một hay hai lần. Viện kiểm sát cũng nhận định hành vi của Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm là có tổ chức. Không chỉ Nguyễn Phương Hằng mà những người giúp sức tích cực cho bị cáo thực hiện hành vi phạm tội gồm tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cũng bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Công dân có quyền tự do ngôn luận nhưng phải thực hiện quyền này trong khuôn khổ pháp luật quy định. Bà Phương Hằng đã đi quá xa vượt khỏi quyền của một công dân. Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng ăn năn hối cải, ý thức được hành vi phạm tội. Giờ đây bị cáo mong muốn có cơ hội trở về làm công dân tốt, đóng góp cho xã hội. Nếu ngay từ đầu bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai thì mọi chuyện đã khác. Đây là lần đầu tiên tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử hình sự về hành vi livestream. Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người khi sử dụng mạng xã hội để làm những việc phạm pháp, đừng nói những lời ân hận trong sự muộn màng. Luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đã quy định rất cụ thể về các quy định trong đó có trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân. Các cơ quan chức năng cũng đã có nhiều cảnh báo về việc sử dụng mạng xã hội. Trên thực tế không ai cấm chúng ta dùng nhưng sử dụng như thế nào cho văn minh, đúng quy định là điều mà mỗi cá nhân phải biết. Phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm được dư luận hết sức quan tâm. Việc điều tra truy tố xét xử vụ án không chỉ kéo theo nhiều hệ lụy về tiền bạc, công sức mà còn ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân bị tuyên phạt án 2 năm 6 tháng tù, các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hy vọng rằng từ vụ án nguyễn phương hằng mỗi người sẽ suy ngẫm để nâng cao ý thức trong việc sử dụng mạng xã hội chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật